Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Kết luận giám định vụ cháu bé 8 tuổi bị đánh chết ở Bình Thạnh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát cung cấp để đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé NTVA 8 tuổi bị bạo hành đánh chết tại căn hộ chung cư Sài Gòn Via, quận Bình Thạnh. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác. Ba cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Kết luận điều tra trên dựa vào các kết quả trưng cầu giám định, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và xử lý vật chứng. Cụ thể, theo kết quả giám định về pháp y tử thi ngày 20 tháng 1, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM xác định nguyên nhân chết của bị hại là do phù phổi cấp do sốc chấn thương, trong máu, chất chứa dạ dày không tìm thấy chất độc thường gặp. Về cơ chế hình thành dấu vết hình thành để lại trên tử thi thì tổn thương bầm tụ máu trán đỉnh phải trong chân tóc do vật tày tác động không gây ra cái chết của nạn nhân. Các tổn thương bầm tụ máu mặt ngoài mông phải tạo thành đám, mu tay trái dạng hai đường thẳng song song do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Trong đó, các tổn thương bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song do vật tày dạng thẳng gây ra là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Đáng chú ý, trong trường hợp cháu NTVA không bị đánh vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân. Ngoài ra, công an còn khôi phục trích xuất dữ liệu 4 camera thu giữ trong căn hộ đã trích xuất được một số hình ảnh và mô tả được hành động của hai bị can đối với bị hại.